Rồi nếu con còn hỏi từ gì xem nữa con. Con thầy có câu à, nó khác nhau con, chứ nó không có giống nhau con. À, chánh niệm tỉnh giác, giác đây là giác ngộ, còn chánh niệm tỉnh thức là con tỉnh thức ở trên từng cái hành động của con thôi. Còn giác đây là ai có nói chuyện gì mà tức giận cho con tỉnh thức ngay những cái điều ác pháp đó làm cho tâm con bất động đó, thì đó là gọi là chánh niệm tỉnh giác. Giác có nghĩa là giác ngộ được cái ý của người khác nói, những cái lời móc, lời khéo, lời ác, lời thiện, con hiểu hết, gọi là chánh niệm tỉnh giác trong đó. Còn chánh niệm tỉnh thức là tỉnh thức trên cái hành động trên thân hành rồi. Nghĩa là con đi, con biết con đi đó là tỉnh thức, hiểu không? Còn tỉnh giác là con giác ngộ những cái gì mà người ta nói ác ở thiện phải biết hết, thì đó là giác ngộ. Chỉ giác nó là giác ngộ, hiểu biết. Còn tỉnh thức thì nó thức ở, nó tỉnh ở trên cái hành động của nó đang làm, đang thở, đang đi thôi, chứ nó không có, nó không có ngộ cái lý gì ở trong đó hết, mà nó chỉ biết cái hành động đó thôi, đó là tỉnh thức. Không phân biệt được cái chỗ đó là đúng. Bởi vì giác ở chỗ này, tỉnh giác là giác ngộ, nó có cái sự hiểu biết. Chỉ giác nó có cái sự hiểu biết của cái tri kiến của mình trên mọi ác pháp của nó, à, trong đó có thiện có ác pháp, chứ không phải là nó giác ngộ hết tất cả các pháp, chứ không phải nó có giác ngộ trên cái bước đi cũng không đâu. Cho nên nó giác là vậy, nó giác hết các pháp, giác ngộ hết các pháp, tức là hiểu thông suốt hết các pháp mới gọi là tỉnh giác. Tỉnh là bình tĩnh, mà giác ngộ người ta chửi mình bình tĩnh, mình ngộ được cái lý của cái lý của cái nhân quả của cái chữ mắng mình, cho nên mình ngộ được cái nhân quả. Cũng như bây giờ mình nói ra như thế này người ta chửi mình nói đây là nhân quả, đó là mình ngộ nhân quả, gọi là tỉnh giác. Còn thấy chỗ hiểu như vậy đó là tỉnh giác, chứ không phải là tỉnh thức. Cái đó mới là tỉnh giác. Cho nên giác ngộ được cái lý nhân quả là người ta mắng chửi mình, còn cái tỉnh thức là nó ở trên cái hành động thôi, nó không có thấy gì, nó cần hiểu biết cái gì, nó chỉ biết cái đi hoặc là giở chân lên, đưa chân xuống, giở đưa tay ra, đưa tay vô, rồi ngồi hít thở lên xuống, nó biết cái đó, những cái động tác của nó đó không, thì đó là tỉnh thức. Rồi con hỏi gì rồi? Trong cái thời gian mà con bị bệnh á, phải không? Con bị căng đầu, con bị bệnh do con tu tập, hay do con lo lắng tư duy gì đó mà nó quá sức của con, nó căng. Thì lúc bây giờ có cái ông thầy đó, ông đưa cho con cái chú Thủ Lăng Nghiêm, bảo con cứ đọc cái chú này đi. Bởi vì chú Thủ Lăng Nghiêm nó rắc rối lắm, nó bắt buộc con phải nhìn từng chữ mà đọc nó kỹ lưỡng, chứ không kéo đọc không được. Cũng như bởi vì nó chú mà đọc như thần chú vậy đó. Thì do đó là con cố gắng con đọc, thì tức là từ đó cái thần kinh của con nó không có bị căng, tập trung vào cái chỗ nào nữa đó, nó không căng, nó cởi mở ra. Và đồng thời đó thì con chỉ nghe cái chú này người ta cũng nói nó linh hiển, cho nên cái lòng tin con nó cũng đặt trọn ở trong đó, tức là cái chính lực
là từ cái tính lực, từ cái giải của cái tâm của con là không có cho nó tập trung ở trong cái tưởng của con nữa, cho nên nó giải qua những cái chú nó con bị đọc, đọc phải chú ý chứ mới đầu con đọc mà không có chú ý kỹ con đọc không có được. À, nó đọc từng chữ chứ nó không có hiểu nghĩa gì, nhưng mà nó làm cho giải trừ được cái tâm tập trung của con, là do đó mà nó giải được cái bệnh của con chứ không có gì hết, chứ không phải là thằng chú nó linh mà nó giải. Mà nhưng mà khi đó đó thì con không hiểu, con không hiểu, con nói cái chú này linh thiệt chứ tụng có một thời gian mà sao cái bệnh mình mất hết, chắc có lẽ thằng chú nó trị bệnh mình đấy chứ gì. Thì hầu hết đó là người ở đời người ta không có hiểu đó, người ta cứ đọc thần chú mà người ta cảm thấy như bệnh rồi nó giảm, nhưng sự thật ra thì nó không phải do cái thần chú mà giảm, mà do cái thần chú nó làm cho cái tâm mình nó loãng, nó không có còn bị gom lại, nó không bị tập trung. Cho nên vì vậy mà nếu mà chúng ta đọc thần chú mà để mà tập trung tâm của mình để đừng có niệm vọng tưởng á, thì cái người mà bình thường đọc mắt đọc nó khó, nó gom lại, nó gom lại trong cái thần chú. Còn cái tâm con nó bị gom lại, nó bị tưởng rồi, cho nên khi đọc nó tỏa ra. Bởi vì đọc nó nếu mà không chú ý từng chữ thì đọc không được, con có thuộc lòng đâu. Còn mấy cái người mà người ta học thần chú mà ta thuộc lào rồi đó, người ta thuộc lào thì người ta đọc lập lịa đó, thì nó gom cái tâm người ta ở trong những cái câu đó, cho nên vì vậy nó tập trung, nó gom lại nó mới có những cái thần lực của nó là thần lực tưởng. Còn con bây giờ nó đọc để mà tỏa cái gom tâm con, cái tập trung cái căn thần kinh con thì nó tỏa ra. Bởi vì con chưa phải là cái người mà đọc lào lào, mà đọc lào lào, cho nên nếu mà con đọc lào lào cũng như mà đọc tâm kinh Bát Nhã hoặc là đọc cái thần chú mà chú dẫn thân, chú dẫn thân mấy con đọc thấy nó Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha, nghe nó trời đất ơi như là tiếng già già tiếng gì đó có phải không? Do đó nếu mà thuộc lào thì nó lại gom tâm mấy con, mà chưa lào á, chưa thuộc lào mà đọc con thấy Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha, mấy con phải đọc từng chữ nó mới được, chứ đọc sao nó rắc rối quá, nó giống cái tiếng Tàu tiếng Ấn Độ tiếng gì đâu á. Thành ra nó bắt buộc mấy con tập đọc như vậy đó, thì nó phân tâm mấy con ra, nó không có gom lại. Còn cái người mà ta đọc lào lào rồi bắt đầu nó gom tâm ở trên câu thần chú đó, nó gom lại, nó không có còn cho chúng ta nghĩ ngợi một cái niệm gì khác không hết. Bởi vì đọc Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Đà Bà Thì không có nghĩ được cái gì khác. Nó lia lịa mà cái âm thanh nó kéo dài ra, cho nên nó buộc mình gom tâm. Còn cái khi mà mình chưa đọc nhanh được á, thì mình đọc từng chữ thì nó bị phân tâm, nó phân tâm ra theo từng chữ. Đó là cách thức như vậy, do như vậy chứ nó không phải là cái thần lực gì của cái thần chú đó. Nếu mà có thần lực như vậy thì con phải gom tâm để nó đạt đến cái mức độ ức chế ý thức, rồi từ đó nó mới có thần lực tưởng. Bây giờ con biết khi mà đọc cái chú đó, họ nói mình sẽ có cái thần thông gì, thì nó sẽ thực hiện cái thần thông đó. Cũng như ngày từ đạo hạnh, ngày đọc cái chú Đại Bi, mà ngày luyện cái gậy xuống với cái dòng nước, cái dòng suối đó, ngày bảo cái gậy nó phải đi lên, cái ngày đọc thần chú cái gậy nó đi lội ngược hết lên. Ngày nói hôm nay là cái gậy ngày mà đi ngược được đó, thì ngày trả thù được rồi, cho nên ngày phát cái gậy ngày mà đến ngày giết cái ông thầy kia cho chết. Thì các con thấy đó là cái thần chú Đại Bi thôi, nhưng mà cái tưởng người ta nghĩ nó sẽ có cái năng lực như vậy, cho nên người ta quyết tâm người ta đọc cái chú đó mãi, cho đến khi mà người ta ném cây gậy xuống cái dòng nước mà người ta đọc cái thần chú, người ta vỗ tay bảo đi ngược lên, cái cây gậy nó lộn ngược lên, thì đó là nó đã có thần thông rồi. Hoặc là người ta ném cây gậy lên trên hư không, người ta đọc cái thần chú, người ta bảo cây gậy nó bay đi, bắt đầu cây gậy không có rớt xuống mà cây gậy nó bay đi như một con chim, biết rằng bây giờ mình có cái lực của tưởng của mình tu tập, nó có cái lực của thần chú rồi, nó sẽ điều hành được những cái gì mình sai bảo. Thì lúc bây giờ mấy con mới thấy cái thần chú nó thường thôi, cái chú Đại Bi mà con có nghĩa lý gì, thế mà cái tâm niệm đó nó sẽ biến cái chú Đại Bi nó có cái thần lực như vậy chứ không có gì khác. Còn cái chú Thủ Lăng Nghiêm thì nó ngâm cái biến là, mà thường thường á, thì khi mà thầy hồi nhỏ mà vào chùa thì hầu như quý thầy quý sư đều nói ở chúng thì ở ngoài đời thì sợ đi lính, mà ở trong chúng thì sợ chú Trang Nghiêm, bởi vì nó khó thuộc quá. Cho nên khi mà vào mà học thì học bốn cái cuốn lực thì dễ dàng lắm, bốn cái cuốn lực thì đi nghiệp dụng rồi đó, thì học thuộc lào dễ lắm. Nhưng mà học qua chú Trang Nghiêm học rất lâu mới thuộc,
thuộc lào lào, bởi vì chú nó không có nghĩa gì hết, mình phải đọc coi như là đọc cho nó quen miệng mình, nó tới chừng nó thấm nhuần nó quen rồi đọc mới được. À, chứ còn mà nếu mà không thuộc lào đó, mấy con vô cái buổi khuya mà công phu với chúng đó, mấy con đọc không có được. Người ta đọc người rớt 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 rớt, còn mình không thuộc lào mình đọc không có được. Cho nên ở chùa đó cứ mấy chú mà mới vô tu nó đọc không chưa có thuộc á, thì vô đó chỉ có nghe người ta đọc thôi chứ còn mình đọc không có được. Cho nên một thời gian sau 5-6 tháng học đó, thì mới có đi, mới có đến công phu được, mới có tụng cái chú Tụng Lăng Nghiêm được. Khuya nào người ta cũng tụng chú Tụng Lăng Nghiêm hết. Cho nên vào chùa là phải học chú Lăng Nghiêm hết, chú điệu nào cũng phải học hết chứ không có chú nào mà thay. Mà hiện giờ thì chúng ta không có cái điều đó nữa, là tại vì nó không phải là của đạo Phật mà của mật tông, là của Bà La Môn giáo, cho nên nó có những cái chú đó, chứ còn đạo Phật không có dạy chúng ta tu tập nó. Cho nên bây giờ chúng ta nhẹ nhàng hơn nữa là cái tu viện của mình lại không có tụng niệm nữa, chứ không khéo tu viện người ta dù có bớt đi nữa, người ta cũng còn tụng cái tâm kinh Bát Nhã, như thiền tăng người ta vẫn còn tụng tâm kinh Bát Nhã, tối nào người ta cũng tụng một biến tâm kinh hay là ba biến tâm kinh Bát Nhã. Còn ở đây mình lo tu, mình lo cả cái tâm của mình, cho nên mình cũng thực hiện những cái điều đó. À, do như vậy mình đi khác con đường của họ rồi. Cho nên khi mà thầy về đây thầy không có cho tụng niệm á, cái tối này nói cái chùa này lười dữ ghê lắm, nó không có chịu tụng niệm. Ta khuya người ta giọng chuông, người ta tụng niệm là bà con thức dậy đi cài. Còn cái chùa gì lười biếng quá trời, mình không có biết giờ giấc đâu mà đi cài á. Thì con không thấy không? Tại hồi nào đến giờ nó quen, mà đến cái chùa của mình thì giờ không có tụng niệm cúng bái nữa. Họ nghe lắng nghe cái chùa am này sao mà không có tụng niệm, không thay niệm gì là biến ghê gớm lắm, cũng thẳng thẳng à. Nhưng mà đâu có ngờ là mình 1-2 giờ mình thức dậy mình ngồi điền rồi. Cái nó sai khác. Còn kia nó tới 5 giờ nó, 4:30 5 giờ nó thức dậy nó tụng, nó ré hơi cái nó ngủ lại. Còn mình đâu có làm cái gì nữa, mình khác. Cho nên từ cái chỗ mà hành khá đó, họ mới đầu họ chê, họ bán thầy lắm. Nhưng mà sau cuối cùng họ biết là này trời đất ơi, nửa đêm ông thức dậy phòng tu rồi. Thành ra họ nói ông này còn siêng năng hơn là mấy chùa kia nữa. Lần lượt họ khen. Từ cái chê đến cái khen nó cũng dễ dàng quá, nó không có khó khăn. Nhưng mà hôm nay thì mình tu vững vàng là không còn ai chê mình nữa. Chứ hồi thầy mới về đây, thầy không có tụng niệm cái kiểu đó đâu. Thầy dẹp bỏ. Rồi tới cái ngày rằm, ngày Tết, ngày vía đồ này kia, họ đến họ cúng sao giải hạn cầu siêu cầu an, họ đến chùa đông lắm. Bây giờ họ không có đến chùa mình, bây giờ còn đến chút ít thôi, chứ hồi đó họ đến đông lắm. Như rằm tháng giêng này bắt đầu họ đến họ cúng sao giải hạn đủ loại hết, bởi vì họ bắt sao hạn đủ thứ, cho nên họ cúng dữ lắm. Nhưng mà thầy không có làm điều đó, thầy nói thầy không biết làm, thầy không có biết, thầy không hiểu, biết là họ rút luôn được mất hết. Thường thường là ở trong quê này họ có cái tình trạng mê tín lắm. Nếu mà trong chùa mà chúng ta mạnh mẽ thì chúng ta dẹp được, còn yếu yếu thì dẹp được. Hơn nữa là chúng ta thích ăn trứng gà rồi tôm khô rồi bộ tâm sen họ cúng sao đó, thì do đó mà chúng ta thích ăn thì kể như cái chùa đó là cả một phần ké học dịch đó. Mấy con thấy họ mua đó, họ đến họ cúng cái người học dịch dưới mớ tôm khô dưới cái bộ đồ thế, thì nó đốt một đống vậy, nó biết bao nhiêu tiền ta, nó làm tốn hao lắm. Nhưng mà ở đây thì dẹp, thì biết là cái đó là cái tốn hao của họ mà sai nè. Giả lại thì mình cũng tu hành mà ăn tôm khô sao mà đem tôm khô đến đây mà cúng, mà ăn trứng vịt nữa sao mà đem trứng vịt đến đây mà cúng, cho nên vì vậy mà thì dẹp cái điều đó. Còn ấy là người ta cúng rồi mình đem đổ sao, cho nên vì vậy mà thì dẹp ra cái mưu tính đó, thầy không chấp nhận. Cho nên chùa mình lần lượt nó thanh tịnh, không còn cái hai đó. Thứ nhất là cái ngày tầm tháng giêng này là cúng sao giải hạn rồi, tức là ngày mùng 8 tháng giêng đó, mấy con, ngày mùng 8 tháng giêng. Bữa nay là ngày mùng mấy là biết, người ta nói mùng 8 với trời, 10 với đất gì đó, cho nên họ tập trung vào cái ngày mùng 8 là ngày cúng sao. Ở đây thì mình thì khỏe rồi, tối ngủ thẳng thẳng khỏi cúng sao gì đó. Cuối cùng thì mình chỉ lo tu mà thôi. Rồi mấy con còn hỏi thì gì thì không biết. Rồi con hỏi thầy đó. Dạ con thầy, thầy trước đấy là con có thể mất cũng thầy. Nhưng mà con cũng thường thường cũng là cả cái cách thức của thể Phật là con khá là ấy. Nhưng mà thời gian con bắt được khi tạo của thầy là con để từ bỏ ông luôn. Con cũng để mà ông ấy để nhà ông là con
ông là chửi con đủ kiểu, xong thì ông bảo là cô mà không để đưa lên để mà đánh lê sạch sạch lọi với tôi một nơi thì cô thể sao bị một cô thể thân chặt cô thể tám răng. Thì bây giờ tôi cũng bảo con một chút thở, con nghĩ rằng là con đọc được khi tạo của thầy rồi con nghĩ lại ông cũng ý mà thì ông có chửi có một buồn luôn nhưng mà con không nói gì hết. Xong rồi là con nghĩ rằng con những việc là sao cả mà thôi. Bây giờ con nói với thầy như thế này là cuối cùng con thì phạm là thầy của con phạm thật là tất cả các sự việc của thầy của Phật là con là đó là thầy của con, còn con không nhìn thấy chi ngoài ra hết. Thì ông nói bảo phạm đâu có phạm ba một xuống đi một khi ba xuống giữa mà chú xuống đi là không làm như là ba chủ chết đời ba sẽ thiếu ta con cũng không sợ. Nhưng mà qua một khi đã từ đó được 6 tháng là ông sẽ cùng bắt được cái phạm này. Ông ấy bảo cho nên này à cái bà này không cách gì mà bà mình chửi bà mà bà không nói gì cả. Hôm nay mình được cái phạt này thì người ta mới đỏ được 3-4 tháng thì ông ấy sẽ vào thầy. Ông vào thầy thì ông có cuộc cách là ông chịu chỉ đi nhà con cũng không được là thân mật lắm. Mà từ đó là nhà con cũng không lên một cái đàn gọi con nữa. Mà ông ấy cũng là đổi với nhà con như thế nhà con cũng là không thì từ đầy không biết làm sao cả, mình nghe trong sách kinh của Phật mà thầy dạy như thế thì mình cũng làm như thế thôi luôn. Nên mà kết cùng cũng được, mình con trả lời chứ nào con bảo với ông là con có kết cùng được cho thầy. Vì là con theo luật của Phật chứ con không theo ai cả. Bây giờ thầy cho thầy chửi bao nhiêu thầy chỉ được. Nên từ đó ông cũng như dạng là cho nên con nhìn đó là con xả lắm có Phật. À đúng đó con, nhưng mà cái vấn đề đó thì con à, con gan dạ chứ con nhát gan ổng hù con xuống địa ngục con quá hồn á. Con cũng gan á. Ở đây thật sự ra thì tiếng nói từ trái tim và lời sám hối ở đây có một cái điều kiện là qua những cái bài của Tề Hạnh với Việt Cảo mà viết sự thật, mấy con đó là viết một cái sự thật mấy con, cái bài của mấy con có giá trị rất lớn, sau này có giá trị rất lớn. Nhưng mà vì hiện giờ có một số người đọc có một cái số người họ tối mắt họ hoảng sợ, do đó thì họ không biết cách nào khác hơn là họ chỉ nói cô Út thì cũng sợ, bởi vì họ nói như thế này nè, những cái bài mấy con viết là một cái sự thật của cái những cái bậc tôn túc, những cái bậc mà đang lãnh đạo Phật giáo hiện giờ, coi như nằm ở trong giáo hội của mình và nhiều là mấy người đó. Trừ ra thầy Trân Quang là không có nằm ở trong giáo hội làm lớn thôi, nhưng mà giáo hội thì cũng không ưa gì thầy Trân Quang lắm đâu. Nhưng mà mấy con nói về thầy Trân Quang thì nó không sai chút nào hết, đem cái đĩa hình của thầy Trân Quang mà soi lại thì những cái lời mấy con nói mà thì thật sự là phá giới, không còn cái chỗ nào toàn bộ hết. Mà chính cái người mà đọc cái bài của con họ qua cái bài thầy Trân Quang họ nói trong nhà của họ là 4-5 người cũng theo thầy Trân Quang hết, mà đọc cái bài này chắc họ tá quả tâm tin đó. Thì họ cũng nói với thầy như vậy, nhưng mà họ nói mà hiện bây giờ những cái bài này mà viết ra mà đụng mấy ông thầy đó đó, như các vị hòa thượng mà đang lãnh đạo đó, ví dụ như thầy Chí Quảng chẳng hạn, hoặc là thầy Từ Thông chẳng hạn, đều là những người tay gọc không nào mà con dám động chạm đến mấy ông đó. Thì cái người mà cư sĩ này họ đọc thì họ là cũng là người trí thức, là họ nói mấy cái bài này á thì coi như là thầy trực tiếp thầy đánh họ đó. Họ nói là bây giờ họ đâu có nói mấy người đệ tử của thầy đâu, mà họ nói thầy cho đệ tử thầy đọc họ đây. Thì bắt đầu á thầy cứ lượng cái sức của thầy bây giờ cái lực lượng của thầy là bao nhiêu nè, mà thầy nhìn đại thừa coi nó bao nhiêu nè, nó trúng nhau là nó khạc nó miếng không á, ở đây thầy nó cũng hộp chết nữa chứ đừng nói gì nữa đó. Do đó cho nên theo mà họ nghĩ á thì những cái bài này khoan đã, chừng nào cái lực lượng thầy có tương đương dưới đại thừa cả, còn lực lượng thầy mà thầy thấy như là cát với cái bãi tha mạc thì thôi đừng có nói. Do đó cái ý của họ lớn vậy đó, thì cô Út cũng nghe cô sợ lắm. Cô muốn ở đây mình được bình an hơn là có cái chuyện gì. Vì vậy mà cổ lo cổ nói mấy con vậy thôi. Nhưng mà sự thật là có những cây bút mà viết như vậy đó thì nó mới thật sự nó mới có sửa đổi cái Phật giáo, chứ còn nếu mà không có khó sửa lắm. Nhưng mà không phải thầy nói đây thầy khích lệ cho mấy con viết mạnh nữa. Lo mà tu chứ đừng có viết gì hết.
Nhưng mà sự thật ra có những cái ngòi bút mà viết nó luận logic lắm, nó lấy ba cái kinh sách của thầy thôi mà nó đem ra nó luận, nó đập người ta chán ngán mặt mày hết, nó không còn chỗ nào hết. Nó lấy cái cuốn Đường Về Chư Phật của thầy thì nói đại thừa, nó lấy cái đó nó chỉ điểm mấy cái ông này hết trơn hết trọi, nó còn cái chỗ nào mà thầy ông cục cửa, chỉ còn nước ngậm miệng thôi. Nhưng mà ngậm miệng đâu phải người ta ngậm miệng, người ta không có chịu nhúc nhích. Thì mai mốt có bọn đầu ngựa nó đến đây chứ sao. Cho nên vì vậy đó, nó không có gì đâu mà sợ. Đối với thầy thì chẳng sợ gì hết đâu, vì đó là toàn bộ thì nhìn nó là nhân quả mà đấy con. Nhưng mình biết mình là cái người giết mình giết người, cho nên lúc này được mình phổ biến hay là không phổ biến thôi, chứ đâu phải mình giết mình mà mình giết người mình mới trăm trận trăm thắng chứ. Chứ nếu mà không biết thì làm sao được. Bây giờ cái đầu tiên á là hiện giờ đó thì mình sẽ nhắc nhở của thầy, mình sẽ được xin phép, đó là cái đầu tiên để bảo đảm. À, mấy con thấy chưa, bây giờ những cái bộ sách của thầy lần lượt mà nó có được giấy phép hết rồi, sau đó cái bộ Đường Về Chư Phật mà cái bộ mà thầy đã nhuộm lại mới đó, thì do nó được khi mà cái những lời Phật dạy và cái bộ sách đạo đức làm người được giấy phép xong, thì tiếp tục là những lời Phật dạy được xin phép. Sau khi 10 cái tập Đường Về Chư Phật được xin phép xong thì lúc bây giờ chúng ta nói gì cũng được thôi. Tại sao? Tại vì chúng ta có nhà nước ủng hộ. Phải không? Còn bây giờ mà không có ai hết thì làm sao? Làm sao được? Bởi vì ít ra nhà nước cũng thấy được cái đúng cái sai. Còn bây giờ nó chưa được mà nhà nước quan sát, xem xét được cái tài liệu của mình. Nhất là trong cái giai đoạn này thì nhà nước muốn có cái sự đoàn kết chứ không có muốn chia rẽ. Nhưng mà mình có chia rẽ gì đâu. Nhưng mà sự thật ra đó thì nói cái sai cái đúng thôi. Nhưng mà lúc này mình chưa nên nói. Mà đồng thời thầy thấy mình cũng chưa nên nói cái điều đó đâu, lúc này chưa đâu con. Nhưng mà những cái bài của mấy con đi vào lịch sử có giá trị, để vừa phải bỏ đâu, không có bỏ đâu. Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc để chúng ta tu học, cái lớp chúng ta đào tạo cho được những bậc A-la-hán. Cái điều đó điều quan trọng mấy con. Mấy con ráng tu, mấy con ráng tu rồi mấy con đủ cái khả năng, đủ cái sức của mấy con rồi. Khi mà nó sai đầu gấu rồi mấy con bay hội trời, thì nó đập dưới đất chứ nó đâu có đập trời được. Có nào mấy thằng đầu gấu nó vô mình ngồi trời hết, nó đập bụi đập đất thì mình chứng quả là há mình mới ngồi trời, chứ mình chưa muốn chứng quả há mình ngồi được trời không, mấy con bụi dễ nữa. Còn mấy con ngồi đất mấy thằng đầu gấu nó đập chặt đập hết đó chợ đó, có phải không? Mà người ta có tiền nhiều thì bọn đầu gấu nó đến chứ có gì đâu, dễ dàng lắm. Cho nên vì vậy mà bây giờ chưa phải lúc mà chúng ta nói cái vấn đề này, mà bây giờ là lúc chúng ta tu cho đạt được. Bởi vì cái lớp của thầy đào tạo mấy con mà, đào tạo phải đạt được chứ đâu phải đào tạo để nói đào tạo để được cuối cùng chẳng ai làm được gì đâu. Cái chuyện đó là cái chuyện vừa mất công mà vừa mất sức của mấy con. Còn cái này đào tạo là phải đạt được chứ. Cái vấn đề mà tu tập của đạo Phật nó đâu có phải là cái chuyện mà mơ hồ nữa đâu, nó là cái thực tế. Do khi mà chúng ta tu được rồi ấy, thì chúng ta không nói ai hết, mà người ta thấy mình tu được thì tự người ta sẽ đến với mình. Quý thầy người ta đi tu người ta cũng muốn tìm sự giải thoát, chứ đâu phải là đi tu người ta muốn tìm ăn tìm uống tìm chùa to Phật lớn bao giờ. Người ta đi tìm cái sự giải thoát, nhưng mà vì không có giải thoát thì người ta phải đi qua cái hướng độ để người ta sống cho nó đỡ hơn, đỡ khổ hơn. Chứ bây giờ đã công đi tu rồi mà bây giờ còn ra cày ruộng nữa thì quá khổ vậy sao? Ít ra thì chúng ta cũng phải có tụng niệm cúng bái gì cùng chiêu cầu an để mà sống cho nó đỡ hơn, sướng hơn chút. Thì không lẽ cũng tìm cách sống để cho nó khỏe hơn chút chứ sao? Các con cứ nghĩ đi, không lẽ bây giờ đi tu rồi bây giờ phải gì dắt cuốc dắt cày ra ruộng mà cuốc cái tiền học một lúa thì như vậy nó quá khổ rồi. Cho nên vì vậy mà hiện không có con đường giải thoát thì buộc lòng người ta cũng tìm cái giải thoát của dục lạc một chút. Mấy con cứ chửi mắng người ta quá cũng tội. Cho nên bây giờ người ta có chưa có con đường thì mình tìm con đường mình dạy ra cho nó rõ ràng, và con đường của mình có nhiều người thực hiện được thì buộc làm người ta cũng phải dẹp cái sai người ta, chứ đâu phải là người ta thích ở trong cái vị trí đó đâu. Thật sự ra thầy nói bây giờ mình tu được đi thì tất cả các cái chùa đại thừa họ cũng sẽ lần lượt họ cũng không thích cái điều đó đâu. Nhưng mà vì họ có cái cách khác giải quyết hơn, cho nên họ phải nằm ở trong đó mà họ chịu đựng. Chúng ta cảm thông như vậy, vì vậy mà chúng ta cứ nỗ lực tu, mấy con tu được thì mấy con khỏi nói.
thầy Từ Phong ông cũng xuống đó lên đây tu nữa chứ khỏi nói đi. Thầy Trí Quảng ông cũng xin đến đây bỏ niệm Phật cũng vô để tu chứ không có nói gì hết. Mấy con cứ tu đi, ông cũng muốn giải thoát chứ ông muốn ông nằm bệnh viện sao? Không, các con cứ nghĩ đi, ông có muốn bán thân cũng nằm trên giường để cho đệ tử khiêng lên khiêng xuống sao? Ai mà đời mà ai muốn cái điều đó? Nhưng mà cái trước mặt của mấy ông cũng biết rằng không khéo thì mình cũng sẽ bán thân nằm như các vị hòa thượng khác chứ không chạy đâu khỏi. Nhưng mà bây giờ làm sao giờ? Họ làm được phút mà hưởng dục lại ngày còn hơn là mình chờ tới đó mình nằm. Cho nên bây giờ nó không có cái đường. Chứ mà nếu mà có cái đường cụ thể rõ ràng, ở đây chừng 5 người, 10 người mà chứng quả lá làm chủ được thì sớm chết. Cụ thể rõ ràng là quý thầy đó họ thích quái đến với mình, mình ở đây mình có nhà không tiện nữa chứ ở đó. Đại thừa mà nó tập trung đến đây thì mấy con biết rồi, đông lắm chứ không phải sao. Còn bây giờ thì người ta bán tin bán nghi, người ta chưa biết có được hay không. Tụi mình bỏ công mà sống ngàn bữa, sống độc cư buồn khổ chết mà không biết có được gì không. Người ta cũng ngán, cho nên người ta chờ, người ta nhìn mình dữ lắm đó chứ không phải không. Mà thầy nghĩ rằng cái lớp của thầy đào tạo là mấy con sẽ làm được, tu được và mấy con làm chủ được cái sự sống chết đó. Cho nên khi mấy con làm chủ được thì rõ ràng là một người thì chưa đủ nói họ tin đâu. Mà hai người, ba người, mười người, trăm người thì mấy con biết không? Cả nước của chúng ta họ tập trung về hết chứ họ điên thì họ ở đó họ ăn ngủ phi thời để có lợi ích gì cho với họ đâu. Chỉ vì da béo thịt ra đó rồi mang thêm những bệnh tật khổ đau, họ có ham thích gì. Nhưng mà bây giờ không có cái đường đi, cho nên họ chịu đứng lại đó mà chịu chết đó thôi. Chúng ta là những người đang cứu họ, mà bây giờ nói họ như thế này chắc họ chết sớm. Họ mà họ chết sớm thì chắc là mình cũng là đầy da tóc giải chứ đâu phải là không. Nên mấy con nhớ kỹ điều đó, cho nên khoan nè, những cái bài của mấy con sẽ nửa sao đi vào lịch sử đó. Nó nói đúng trong cái thời điểm đó, nó ghi lại những cái lịch sử. Bởi vì những cái tài liệu này mà sau 1000 năm sau mà người ta kiếm lại về cái lịch sử cách 1000 năm sau ở cái quê hương này, người ta tìm những cái bài của con không có, nói đâu có sự thật mà. Cho nên những cái bài pháp, những cái điều kiện mà trong xã hội mà trong cái thời Đức Phật bây giờ mà lật ra những cái điều kiện mà cái đời sống trong Đức Phật hồi đó mà được dạy ra những đề bà là đa hải Phật như thế nào, làm sao mưu mô trong đầu như thế nào, tìm những cái điều đó làm sao tìm, mà có ai mà hồi đó biết, phải có tệ hạnh nguyện tạo mà để biết thì bây giờ đỡ chúng ta biết mấy. Đọc lại cái trang sử đó chúng ta thấy nó giá trị ghê gớm lắm chứ đâu phải không? Phải không? Biết rõ được đề bà đặt ra vua hại Phật bằng cách nào nó biết rõ. Nó biết gì là bây giờ nó mà chúng ta đào cảm ơn quyền cảo với tệ hạnh biết bao nhiêu. Còn bây giờ nó hồi đó có quyền cảo tệ hạnh đâu mà quyền ghi. Cho nên bây giờ chúng ta không có biết mấy con. Đó là bằng chứng như vậy mà. Còn bây giờ mấy con mắt thấy tay nghe mấy con ghi trong cái thời điểm của cái mấy con hiện tại vậy. Như 1000 năm sau nó là trở về nó sang sử đó mấy con. Nó không thường là nó nói cái sử của Phật giáo trong cái thời điểm đó. Rồi cái ông hòa thượng đó, ông tổ đó hồi đó là cách đây ngàn năm đó. Các vị này thành tổ hết rồi. Cho nên nói ông tổ đó hồi đó vậy họ đọc đó, họ thấy đúng là không có sai, nó là cái đang sự thật mà. Khó lắm chứ không phải không. Đó. Chính này cũng ở trong chùa mà tổ chức mà đánh bạc thì nhà chắc nhà nước không bắt rồi.
chứ ở ngoài mà rớ rớ thì tổ chức ở chỗ nào mà cái nhà nào mà dân mà tập họp đó là họ đến họ họ lượm hết đó. Nhưng mà trong chùa đó khó. Phật tử như con thầy, ví dụ như mình không biết thì đến chùa đó, nhưng mà thu bạc cũng là lo luôn. Bởi vì quý thầy tu sướng quá mà. Đánh bạc có người lo tiền. Khổ quá. Thầy nói đúng là trong những cái điều kiện đó, trong cái giai đoạn đó mà mấy con được ghi lại, nó được đi vào những cái trang sử thôi, chứ không phải là ghi để mà đưa cho chúng đọc, mà ghi để mà nói họ bây giờ hay đưa ra nói bây giờ, nhưng mà ghi thành một cái trang sử của mấy con, để sau này nó còn lệch lại cái trang sử của Phật giáo chúng ta nó tệ mà như vậy đó. Trong chùa mà cái ổ bài bạc thì còn cái nói gì nữa, tụng ba tiếng hơi cái hết cái thời đó rồi sẽ ra đó là sổ trong bài đó, còn ấy là làm cái việc bàn ruộng nhậu lai dê với nhau lai khai tới nửa đêm mới đi ngủ thì hết chỗ nói là tu hành gì cả, mà hưởng thụ dục lạc ghê gớm vậy. Nên vì vậy đó là những cái điều mà mấy con ghi lại, chép lại những cái điều đó trong mắt thấy tai nghe, không hề nói ra nói tả một cái điều gì, nhưng ở đây không phải đưa ra cho mọi người đó, mà để lại thành những trao sử của Phật giáo một cách tệ hại. Các con biết nó biến từng thầy nói trong cái đời của thầy xuất gia thì vào cái chùa thì quý thầy đều có vợ con hết, mà may mắn là thầy không nhiễm, mà thầy giọt thầy ra khỏi cái môi trường đó, thầy ở trong cái ngôi chùa như vậy thì họ cũng dạy tụng niệm cúng bái, cũng đi cầu siêu cầu an, làm tuần đám ma đủ đủ loại hết, họ cũng làm y như người đời, nhưng họ cũng có vợ có con, cũng làm ăn sinh sống y như những người khác, chỉ có họ hơn người đời chút là họ biết tụng niệm thôi, họ học kinh thôi chứ không có khác gì hết. Do đó mà thầy có trong chiến tranh nó không có để những cái người thanh niên ở tại quê này đâu, buộc lòng nó phải rời đi, cho nên thầy rời đi viết tới các con Phật học viện ở mấy chùa thành phố, rồi từ đó nó có những cái người mà người ta đã hiểu với Phật pháp, người ta có giữ được chút ít nhờ cái sự học, rồi từ đó nó thoát thai ra khỏi, chứ không kéo thầy cũng trở thành ông thầy có vợ có con như mấy ông thầy kia chứ không khác gì đâu, ở đâu nó ảnh hưởng vậy à. Nhưng mà may mắn là chiến tranh nó buộc lòng thầy phải rời khỏi quê hương, thầy khỏi đi chỗ này khỏi chỗ này đi, rồi thầy đi ra cái chỗ khác, rồi từ cái chỗ khác đó lại được những cái bực mà người ta cũng có một phần giữ gìn không có vợ con mấy thầy đó, như ví dụ như hòa thượng Thiện Qua Thiện Hòa đó, thì mấy người đó họ từ giả vợ con hoàn toàn họ tu, họ giữ gìn cũng là tốt. Và do đó mình đến mình gặp những người này, rồi những cái trường Phật học họ mở ra, rồi mình được theo học. Do đó cái trình độ học về Phật pháp là mình càng lúc càng sâu hơn, càng hiểu hơn, rồi cuối cùng thì tới mình đi tu nữa. Thành do đó cái duyên của mình nó đẩy lần, cái duyên của thầy nó đẩy lần đi đến cái chỗ mà rốt ráo, nó không có để cho thầy bị duyên quá. Trong cái thời mà thầy nói là chính quý thầy ở Ấn Quang như thế này, là trong cái thời mà thầy ở Ấn Quang cứ buổi chiều buổi tối vậy đó, là ở trước cái phòng mỗi thầy là có một cái phòng, có cái nhà gì đó, nó phòng vòng vòng từng trên từng dưới, mà nếu mình đi ngang qua thấy có đôi dép của phụ nữ thì ở trong đó ông thầy ngồi chuyện hết chuyện với phụ nữ trong đó. Thì thật sự ra nó bê bối đến cái mức độ vậy mà không làm sao được hết. Mà những người đó là những người đều có trí thức hết, họ là những giáo sư đó. Cho nên vì vậy mà thầy thì thầy có một cái lạ lùng cuộc đời của thầy. Thầy nói thật sự cho mấy con biết, thầy có một cái lạ lùng là thay thấy cái điều đó thầy không có chấp nhận. Bởi vì cái giới luật mà thầy hồi mà thầy học các thầy ở đây, các thầy ở trong các chùa có vợ con, nó dạy thầy các giới luật thầy học thuộc, rồi thầy sao lại thầy suy ngẫm, còn họ sao họ lại có vợ con được, thầy cũng chẳng hiểu. Còn thầy thì thầy suy ngẫm giới luật Phật dạy vậy, rồi đi đến mấy chùa cứ sống giới luật, thậm chí như thầy muốn ăn 1000 bữa chứ thầy không bao giờ muốn ăn 3 bữa. Rồi trong lúc đi dạy học nó gặp đủ thứ cái chuyện mà nó rắc rối lắm mấy con, nhưng mà thầy vượt qua từng chỗ mà thầy vượt lên tới cuối cùng mà thầy đi tu được, là không phải dễ. Nó đều luôn luôn nó đều những cái mắc xích nó trói buộc một cái người tu, nó rơi vào dục lạc ở thế gian, nó cám dỗ ghê gớm lắm, nó đủ thứ. Mà thầy may mắn lắm, cuộc đời thầy may mắn là thầy vượt qua khỏi hết mọi cái.
Đó là một cái sự thật trong cuộc đời tu hành quá khó chứ không phải dễ. Cho nên mình thấy quý thầy mà xa ngã trong tình hoặc là trong tiền, trong danh, trong lợi đều là nó bị cám dỗ, bị cám dỗ. Khi cái trình độ học thức mình có rồi, nó dễ cám dỗ đủ mọi mặt. Thầy nói như thế này, nói không biết cái người Phật tử họ rất mến gì thầy, là vì họ nghĩ là cái người tu là tốt, họ quay đời hơn như là tốt. Họ mới họ lo lắng cho quý thầy, cuối cùng họ lo rồi họ thầu luôn thầy luôn. Không, thầy nói thật mấy con, thầy hồi đó thầy với thầy Quảng Chánh ở đồng quê hương ở đây, mà khi đi thành phố thì thầy Quảng Chánh làm hiệu trưởng của trường Bồ Đề ở Chợ Lớn. Và cuối cùng cái cô đó cổ giàu khó, cũng tiền bạc nhiều, cổ thầu luôn thầy Quảng Chánh, khổ làm luôn. Mà bắt đầu thầy Quảng Chánh phải cả y áo lại, rồi hai người mới dẫn đi qua bên khác ở. Và cuối cùng thì để lại hai đứa con, và đồng thời thì cuối cùng thầy thấy cuộc đời của thầy nó đen tối quá, cho nên thầy gửi hai đứa con của thầy vào cho một cái người thân của thầy nuôi, rồi thầy xuất gia cho là thầy tụi đi theo thầy Viện Di. Cho nên hiện giờ thầy cũng đang ở một cái chùa bên Pháp, thầy cũng tu trở lại. Rất tội, hồi đó là hiệu trưởng trường Bồ Đề đó, còn thầy là dạy ở trường Bồ Đề, còn thầy là hiệu trưởng trường Bồ Đề. Cho nên thầy thấy trong cái giới mà tu sĩ mà đi dạy học là nguy hiểm vô cùng, là thầy cũng bị cám dỗ nữa, chứ không phải là thầy tránh khỏi đâu mấy con, mà thầy vượt qua khỏi. Thầy vượt qua khỏi, thầy đi mà thầy không báo cho Phật tử thành phố Hồ Chí Minh biết, thầy đi ra Vũng Tàu thầy theo Hòa Thượng Thanh Từ mấy con. Thầy không cho ai biết hết. Thầy ra ngoài đó thầy ở tu 3 tháng, thầy luôn đi luôn lên Hồng Sơn, thầy trốn luôn, không ai còn biết thầy. Khi mà thầy ra Vũng Tàu thì tu với Hòa Thượng Thanh Từ. Vậy mà Phật tử ở thành phố họ mò ra, họ biết rồi, họ đến họ thăm. Thầy biết đổ bể rồi, cái thầy khi 3 tháng ở đó rồi, cái thầy ra đi, cái thầy âm thầm thầy đi luôn ra Hồng Sơn, không còn ai ra Hồng Sơn biết thầy được, chỉ có mình thầy ra Hồng Sơn. Thầy trốn đó, thầy trốn để mà đi tu, ghê lắm đấy mà. Họ đến đó họ cúng dường mình đủ thứ vật dụng cách thức, họ nuôi dưỡng mình thờ thôi, biết rồi mình xa ngã mất đi. Cho nên thầy về trên Hồng Sơn mà thầy ăn sao thầy sống nó mới còn biết à. Thầy cái duyên lớn lắm đó, chứ còn nhỏ nhỏ mà nếu mà ham ăn một chút là ở thành phố hoặc ở tu viện chân không, thì bây giờ thầy cũng làm chủ trì một cái tu viện của Hòa Thượng Thanh Từ cấp. Lúc bây giờ hưởng thụ dục lạc chắc chắn là không có giải thoát được. Cho nên cả một cái vấn đề cũng đời tu. Cho nên bây giờ mấy con về đây mấy con tu là được sự bảo bọc của thầy trọn vẹn lắm, nó yên ổn lắm. Nhưng mà thầy mong rằng mấy con tu cho được như thầy, làm chủ được sự sống chết, có đủ tâm minh như thầy, để rồi mấy con sống một cái đời sống còn để cái gương hạnh tốt, để chứng chỉnh lại Phật giáo, thay thầy làm những cái việc đó. Một mình thầy tiếng nói không đủ đâu, mà chỉ nhờ mấy con thêm nữa thì mới đủ. Nhưng mà mấy con không ráng tu thì chắc chắn là thầy thôi cũng chịu, có gì không? Bởi vậy thầy mất thân làm lốt đúng không? Để cho cái bóng đèn của con có 110 thì khỏi 110 chứ 220 cũng được. Con nó tứ niệm xứ là tại vì con không chuyên về tâm xã, nhưng mà tứ niệm xứ là tâm xã, bởi vì bây giờ nó cái kia nó ở trên cái tâm xã nó thực hiện, thì nó cũng ở trên tứ niệm xứ, mà nó không phải đứng ở trên tứ niệm xứ mà quan sát. Còn con tu tứ niệm xứ là con đứng ở trên tứ niệm xứ mà con quan sát, có chướng ngại thì con mới xả, còn cái kia nó đụng gì nó cũng xả hết, nghĩa là nó xả là nó dùng cái tâm xã nó đi vô. Nó cũng như là tứ niệm xứ nhưng mà không phải tứ niệm xứ, tại vì nó không có nhìn tứ niệm xứ mà nó nhìn cái tâm xã của nó thôi, mỗi cái gì nó cũng xả. Còn cái tứ niệm xứ là có mà xả, mà không có thì thanh thản, nó khác cái điều đó. Còn lúc nào cái tu mà tâm xả lúc nào nó cũng xả, nó đi nó cũng xả, mà nó ngồi nó cũng xả, nó tất cả đều là giữ cái tâm xả của nó duy nhất, mà nó xả luôn luôn, nó xả luôn luôn, nó không có để mà có chướng ngại cũng xả, không chướng ngại cũng xả, hỷ lạc cũng xả, bất thọ lạc bất thọ khổ cũng xả. Bởi vì con nghe xả lạc xả khổ xả niệm sanh tử nó sẽ rút ra, cho nên nó xả hết. Còn con á thì bây giờ ở trên tứ niệm xứ xả để tâm thanh đạt an lạc vô sự, rồi bắt đầu nó nhập tứ thiền, mới tứ thiền mới xả lạc xả khổ xả niệm sanh tử, nó đi nó bây giờ tứ niệm xứ rồi mới tới tứ định. Còn cái tâm xả nó xả từ đây nó đi tới luôn cả tứ thiền, nó xả luôn, nó không có ở đứng chỗ nào hết,
nó đi luộc một lượt xả, không hiểu chưa? Đó, cho nên khi mà nói xả thì con nghe nó là cái sơ thiền thì nó lấy ly chứ không có nói xả, ly dục lẽ pháp nhập sơ thiền, mà nó tứ nhị thiền là nó diệt tầm tứ nhập nhị thiền chứ nó đâu có nói xả không? Phải không? Mà tam thiền thì nó ly nữa, nó ly hỉ, nó trú xả, nó trú vô cái xả chứ nó chưa có xả, mà tới tứ thiền nó mới xả. Ta lạc sở khổ ra niệm thanh tịnh, nó mới tứ thiền nó mới xả sạch ra. Mà từ cái bắt đầu chúng ta xả tới cái tâm hầm vô, chúng ta xả tất cả pháp, xả tất cả các hỷ lạc dục lạc của thế gian, xả hết, xả hết cho đến khi mà nó xả tới cái tứ thiền, nó xả luôn hơi thở đó. À, cho nên nó đi một lèo nó xả. Còn con á thì đi tứ niệm xứ thì con mới ở chỗ chỉ tính niệm, con xả ở trên tứ niệm xứ thôi. Cho nên nó chưa, sau khi tứ niệm xứ rồi nó muốn có tứ thần túc, con mới vô mới xả được. Tứ thần túc á tức là định ý túc đó, con mới vô cái đắc ý đó mà con vô con xả lạc xả khổ ra niệm thanh tịnh, nó mới vô tứ tứ thiền. Còn cái anh này ảnh đi là ảnh vô xả xong, anh xả tới khi mà anh luôn tới xả cái xả hơi thở anh luôn, ảnh đi luôn. Bởi vì cái lực của anh đó nó đi từ cái xả nó tạo thành cái lực của bản năng lực của giác chi. À, coi như là nó họ sử dụng trong cái xả đó, nó có sử dụng định vô lậu, cái tri kiến của nó xả nữa không? Rồi nó sử dụng các cái pháp tác ý, nhất là cái pháp tác ý của nó, mà cái định vô lậu với pháp tác ý của nó kèm theo để nó xả. Bởi vì cái tri kiến hiểu biết á, cái tri kiến hiểu biết tức là định vô lậu, không? Cho nên vì vậy nó sử dụng cái tâm xả nó giai đoạn đầu, nó dùng cái tri kiến nó xả hết tất cả, nó thấy nhân quả này nó xả này, nó thấy các pháp vô thường nó xả này, nó dùng mấy cái này nó xả hết, nó xả cho nó đi trước tới rốt ráo của nó để xả lại tới khỏi cảnh này thanh tịnh. Nó điều xả vì về tới tâm xả là mấy con viết rồi con coi được, còn nếu mà mấy con nói đúng thì nó đúng, mà nói chặt là nó chặt. Rồi con. Thầy, con có ý kiến là con muốn hỏi thầy nhìn thấy rõ cái chỗ này, tức là về cái tâm xả mà trong cái tứ vô lượng tâm, tức là cái tâm xả đấy nó là một cái pháp để cho mình tu. Cái tứ niệm xứ xả một cái tứ niệm xứ, thì con nghĩ là cái tứ niệm xứ nó chỉ là một cái mặt cảm, là một cái trợ duyên để cho cái pháp tứ niệm xứ hoặc là cái tư tâm xả, hoặc là nó trợ duyên cho một cái tứ niệm xứ là như thế này đó. Tứ niệm xứ là cái mặt cận, mặt cái mặt cận mình dàn cái mặt cận ở trên tứ niệm xứ. Bây giờ tứ niệm xứ này bắt đầu bây giờ thân thọ tâm của thầy pháp này, thân là cái mặt cận của nó rồi, nó không chướng ngại thì mặt cận nó đang bình yên, mà nó đấu tranh thì đấu tranh ở trên đó, ở trên tứ niệm xứ. Còn cái tâm xả là cái phương pháp độc nhất mà chúng ta lúc nào chúng ta không có nói ở trên tứ niệm xứ thì cũng không được, không được mà nói không ở trên tứ niệm xứ không được, bởi vì nó xả tất cả, đụng đâu nó xả đó hết, nó đụng cái gì nó cũng xả hết à. Cho nên cái đó là cái phương pháp độc nhất. Còn cái tứ niệm xứ là bây giờ nó cái mặt trận, bây giờ chúng ta dàn cái mặt trận ra rồi mà địch nó không có động địa trên cái mặt trận, nó bây giờ nó chưa có vô đánh, bây giờ mình nói hẹn nó ngày mai cho mày đến đây tao mày bắn cửa, thì bắt đầu nó lên vô cái mặt trận này đó. Thì bắt đầu đó mình mới nên dàn quân của mình đánh nó, thấy không? Bây giờ nó vô có bắt đầu hào chỗ nào trước thì bắt đầu nó khởi niệm, thì bắt đầu đó mình đánh ngay liền định vô đầu vô đó. Còn bây giờ nó đánh vô cảm họ nó đau nhất cho chân thân mình, thì đó là đánh vô cái góc độ của trên cái mặt trận thân rồi, thì bắt đầu đó mình dùng ăn hiếp tâm và an trú tâm mình đánh bạc cho cái bệnh khổ đó ra, thì đó là mình tu tứ niệm xứ thôi. Xả cái đó là cũng xả, mà xả tứ niệm xứ tại vì nó động cái tứ niệm xứ thì mình xả, mà không động thì mình thôi không có xả. Còn cái kia nó xả rồi, bình thường nó luôn luôn cái tri kiến của nó, cái hướng của nó là nó hướng xả, nó là cái pháp xả, cho nên đụng cái gì nó xả, mà không có thì nó xả tới đi tới không à, nó đi tới xả. Chứ con còn chưa cái tiến trình của đường đi của xả gì. Bây giờ mấy con sẽ làm tới đó là mấy con sẽ thấy cái đường đi, thầy sẽ nói cái đường đi cho nó thôi đấy. Rồi con hỏi rồi ba con. Hiểu là nếu như mình vẫn sống bình thường mà trên như mọi vận dụng cuộc sống này, mà nó như mình cứ thấy nó khởi ra là mình xả, khởi ra là mình xả, thì mình biết đâu mà nó không có thì mình cũng đề phòng phát ý mình xả, là có phải là chưa xả tứ vô là không? Cái đó nó còn nằm ở trong cái nói chung là cái đó là nó không phải là xả tứ vừa tâm, mà xả của con đó là nó tâm xả mà cái giai đoạn đầu. Con cũng nghĩ là giai đoạn đầu, nhưng mà nó là cũng là
Không, con nó tứ vô lượng tâm nó đi tới cái nó tứ thần túc rồi, nó mới xả cái kia, nó có nhờ cái tứ thần túc, tức là cái đạo lực nó mới xả tứ xả lạc xả khổ cho này sinh tịnh. Còn nó chưa có tứ thần túc, còn cái xả này nó tự xả rồi nó đi đến đó, nó đủ thần túc, nó không có nghĩ nó có thần túc ở đâu, nhưng mà nó tại nó xả rồi nó có đủ cái lực nó đi tới, thành ra nó tự con đường nó đi rồi nó có tứ thần túc, mà nó không phân biệt tứ thần túc ở trong đó, tại nó xả nó thanh tịnh rồi nó đi tới à. Nó đi tới rồi cái lực của nó tự nó có, nó đi tới thôi chứ nó, cho nên nó không có đi qua vào cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì hết, nhưng mà nó đi thẳng tới cái nó muốn cái gì là nó xả cái đấy, nó muốn cái gì nó xả lấy, làm như là cái xe ủi đất thì nó tới đâu nó ủi sập cái đó hết. Cái xe ủi đất, cái xe xả, cái xe mà ba nó ban sạch cái hết. Còn cái xả này bắt đầu đây là cái xả của con trên tứ niệm xứ này, nó phải có bốn chỗ nó tác động vô mình xả, còn không tác động thì thôi mình ngồi bất động. Không. Còn cái mặt con nghĩ, con giữ gìn, con tác ý, con giữ gìn, đó là cái phương pháp xả đầu tiên. Cái tư giả đầu tiên, có thì con tư duy, mà không có thì con tác ý, tâm thức xả, tất cả các áo pháp, các thiền pháp, các cảm thọ gì cũng phải xả hết, con nhắc nó vậy. Nhưng mà nó đụng tới cái nó xả, nó không phải ở trên tứ niệm xứ, mà tại vì đụng tới cái pháp xả nó xả. Như vậy thì con không biết làm sao để con làm trả tới con. Nó bởi vậy, bây giờ con mới lý luận nè. Bây giờ nó ví dụ như có một cái người chữ mình mà mình tu tâm xả, phải không? Người ta chữ mình tu tâm xả, thì bây giờ muốn xả nó thì mình phải hiểu cái gì đây. Mình dùng cái định vô lậu gì, tại vì trong đầu của mình có hồng gì vô lậu rồi, mình thấy đây nhìn nhân quả. Nếu mà thấy nó nhân quả thì ngay đó nó đã xả, đó là xả cái giai đoạn đầu, mình hiểu chưa? Mà thay vì mình tu ở tâm từ thì mình thấy đây là cái lòng từ của mình không phải thương mình đừng có làm cho mình giận. Nó khác, con nó hiểu, nó khởi một cái ý khác ở trong đó. Còn nó khởi cái ý xả là nó không có nghĩ thương, mà nó chỉ cần hiểu cái đó thì nó thấy cái đó nó không có tác động được nó. Tức là có nghĩa là tâm xả là cái tâm không dính mắc, không có chấp đắm, không dính mắc thôi.